Chào tất cả các anh chị và cô dì chú bác đang theo dõi kênh YouTube của Lan Rừng Con Tum. Bây giờ là khoảng 5 giờ kém 15 và hôm nay thì em lên clip hơi muộn. Em cũng xin lỗi luôn là bởi vì là chiều hôm nay hàng về hơi nhiều nên là em phải tắt máy đi để soạn hàng. Vì em không thể vừa soạn hàng vừa nghe điện thoại thì không thể soạn hàng được. Nên là em mới tắt máy đi. Vì vậy em cũng xin lỗi nếu như mà ai gọi em mà không liên lạc được. Và trong một ngày thì cũng có một vài lúc em tắt máy, ví dụ như là lúc ăn cơm hoặc là lúc nghỉ trưa. Thì nếu lúc đó mọi người gọi cho em không được thì mong mọi người cũng thông cảm ạ. Hôm nay thì em về khá là nhiều hàng và hy vọng là sẽ không có hết hàng nhanh như mọi hôm nữa. Đầu tiên là em có giả hạt và sau đây thì em xin giới thiệu về số hàng của ngày hôm nay nhé. Về giả hạt thì trước tiên em sẽ giới thiệu những cái giả hạt mà khách chưa đặt trước. Đầu tiên em có một cái dề này. Dề này thì gồm có hai mầm và hai mầm rất là dài và đẹp. Hôm nay thì em về đắc côi thôi ạ. Đắc côi này thì lá hơi mảnh, thân khá là mập đẹp nhưng mà lá thì lại mảnh. Nhưng mà cái phiến lá không phải là mảnh mà là cái lá nó không tròn như là bình thường ấy, nhưng mà cái phiến lá thì vẫn dày. Hai mầm này khá là đẹp và dài khoảng được 60 70 gì đó các anh chị ạ. Và hai mầm này em bán ở trong một dề luôn. Có 3 thân già và hai mầm này em bán giá là 400 ạ. Rồi, đó là dề thứ nhất. Dề thứ hai này thì gồm cũng có hai mầm và hai mầm này còn mập hơn cả mầm hồi nãy nữa cơ. Đây, thân cây rất là mập và dài hơn nữa. Em này chắc cũng dài được khoảng 70 80 gì đó. Rất là mập và khỏe, ở trong một dề có rất là nhiều thân già. Đây, nhưng mà em bán giá 300 bởi vì có một em bị gãy ngọn. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái cây ấy các anh chị, nó mọc xong rồi nó không có được thẳng mà nó gấp vào như thế này. Rồi trong quá trình vận chuyển người ta không khéo nên là làm bị gãy ngọn. Đây, bị gãy ngọn. Thì em đã phạch cái lá này ra và em kiểm tra xem thử có phải gãy ngọn không. Và em thấy đúng là gãy ngọn thì em sẽ báo với các anh chị là gãy ngọn, chứ không phải là em cố tình che đậy lại làm gì. Bởi vì mới nhìn qua cái vết này thì cũng không biết là gãy ngọn đâu. Rồi bởi vì vì vậy nên là cái dề này thì giá là 300 vì có một mầm bị gãy ngọn. Mầm bình thường thì dài khoảng 70 đến 80, còn mầm thứ hai thì dài được khoảng 40 50 gì đấy và giá là 300 một dề, gồm nhiều thân già và rất là đẹp, thân cũng rất là chắc khỏe và đẹp các anh chị ạ. Tiếp theo thì em có những cái mầm đơn. Mầm đơn ở đây thì em có 6 mầm. 6 mầm đơn này em bán giá là 200 một mầm. 6 mầm đơn này cũng đều là những mầm rất là đẹp. Ví dụ như là mầm này, các anh chị xem. Thân cây rất là mốt mát, lá vẫn còn khỏe đẹp và không có dấu hiệu gì là bị vàng lá hay là gãy dập gì lá. Mầm này thì dài khoảng 45 50 gì đấy. Hoặc là như mầm này thì dài hơn mầm hồi nãy. Thân cây thì mảnh hơn nhưng mà em thì dài hơn em kia và lá thì cũng xanh tươi đẹp hết cả. Đây, hay là như mầm này một vài lá bị rụng nhưng mà thân cũng còn rất đẹp, ngọn thì nguyên vẹn và dài chắc cũng được khoảng 60. Rồi những mầm 200 này em đã cân đối rồi các anh chị ạ. Không hẳn là đều nhau tăm tắp nhưng mà cơ bản thì ngang ngang nhau nên là bán giá là 200. Đây, ví dụ như em ở dưới này, em ở dưới này thì hơi mảnh hơn các em còn lại một chút xíu. Nhưng mà cơ bản là thân cây cũng đẹp khỏe hết nên là cũng giá là 200. Đây, em này thì cực kỳ đẹp luôn vì cây rất chi là múc, cầm lên thấy nặng tay cực kỳ. 200 và em có 6 mầm 200 như vậy. Nếu như mà mua luôn một lô như vậy là 1 triệu 2 thì sẽ được em sẽ tặng thêm một mầm này, bởi vì mầm này á mà bán 200 thì thấy mắc quá. Mà chia lẻ ra thì có một mình em này đơn lẻ không, nên thôi ai mua luôn cả lô thì tặng luôn một mầm cho các anh chị. Tiếp theo là em có một cái lô gồm có 5 mầm và giá rẻ là 400. Thì tính ra là một mầm chưa đến 100. Lô này thì mầm cũng không có bị gãy dập gì cả, chẳng qua là lá thì bị ủ xuống vì vận chuyển. Lá thì rủ xuống, thân cây thì vẫn còn chắc, rất chắc khỏe, nhưng mà lá không có được đẹp. Ví dụ như cây này dài khoảng 50 nhưng mà lá không có được đẹp. Hoặc là giống như cây này thì cũng còn rất là chắc khỏe nhưng mà nhìn thì cũng không có được đẹp lắm vì lá. Rồi cũng ở trong dề có nhiều thân già. Đây, hay là ví dụ như em này cũng vậy. Em này ở trên thì rụng bớt vài cái lá rồi. Đây,
Đây các anh chị em quay vậy. Nói chung là lô này thì không có gãy dập gì đâu các anh chị à. Thân ngọn thì vẫn còn ok hết, nhưng mà lá thì hơi xấu xấu một chút, nên bán là 5 mầm giá là 400. Và hàng hôm nay là hàng đắt côi hết nha các anh chị. Tiếp theo thì hôm nay em có kiến. Hôm nay em về được khá là nhiều kiến. Và cũng rất là ngộ, vì giống như là hôm nay em bán kiến kiểu như đồng giá theo thứ tự từ 10.000 tới 70.000 luôn. Đầu tiên là em có lô kiến này gồm có 13 mầm kiến và giá là 10 mầm một em. Lộ 10.000 một mầm. Đây các anh chị xem nè, em này nhỏ xíu xíu này, giá là 10.000. Em này thì dài được khoảng độ 3 cm gì đấy, vẫn còn rất xanh tươi và đẹp. 10.000 thì bù lại cho những em này thì không có được đẹp bằng em hồi nãy nữa. Lá thì cũng ủ rũ rồi, nhưng mà thân cây thì ok nha các anh chị. Hàng gãy ngọn thì em không có bán đâu. Đấy là em những cái lô như thế này đều là thân cây tốt hết á, chứ không có cái nào là bị gãy ngọn. Đây chẳng qua là lá hơi xấu xấu một chút, nhưng em này cũng 10.000 luôn. Rồi có những em thì cũng khá là đẹp, giống như em hồi nãy em quay thì có những em thì không đẹp bằng, hay là như em kiến này thì dài dài nhưng mà lá thì nhìn cũng xấu, nên là cũng là bán cho 10.000. và em có 13 mầm như vậy, mua hết luôn. Cái này em bán cả lô luôn nha, là 130, vì cái này cũng rẻ mà không tách ra bán được. Tiếp theo thì lô tiếp theo thì em có 22 mầm kiến, giá là 20.000. mầm 20 này thì lớn hơn và khỏe hơn mầm 10. Đây các anh chị xem, lá cũng không có đẹp nhưng mà cây thì dài hơn, được khoảng 5-7 cm gì đấy, và cây thì cũng khỏe hơn. Ví dụ như em này thì cũng vẫn còn đẹp. Còn như em này, lá ở dưới thì xấu xấu nhưng mà thân cây rất là mập và khỏe. Rồi đấy, đấy những em như thế này giá là 20. Những em 20 này thì lớn hơn những em 10 bên kia và cũng khỏe hơn những em 10. Đây hay là như em này cũng khá là dài, được khoảng 7 cm nhưng mà giá cũng 20. Em này thì vẫn còn khỏe bình thường ở trong một cái dề luôn. Đây em có 22 mầm 20. Nếu như mà mua hết cả lô thì là 400. Mua hết cả lô là 400. Tiếp theo em có 10, 20 rồi tới 30, 17 mầm 30. 17 mầm 30 thì mầm 30 thì sẽ đẹp hơn mầm 20. Ví dụ như em này rất là đẹp. Em này bình thường vẫn là bán kiến 50, nhưng mà mấy bữa nay về hàng hôm nay nó hơi bị lẻ tẻ nên là phân vô bán mầm 30 luôn. Đằng sau là lá có mặt tím đó các anh chị. Đây như em này, em này thì lá hơi ủ rũ một chút chứ thân cây thì vẫn ok nhá, dài được khoảng 5-7 gì đấy. Rồi đó là những mầm ngắn thôi. Còn trong cái lô 30 này có những em rất là dài nè, các anh chị xem nè. Những em này nè chắc cũng bình thường mà xanh tươi đẹp là bán 70 hết. Hôm nay đại hạ giá thành 30. Đây như em này cũng khá là đẹp, dài chắc được khoảng 20 cm đó. Có một vài em ngắn như hồi nãy thôi, còn đâu là cũng là những em dài như thế này nè các anh chị. Lá thì không phải là dập gì mà cứ bị ủ xuống á. Kiến hôm nay thì kiến này là kiến hỗn hợp nha các anh chị. Kiến hôm nay kiến hỗn hợp. Rồi tiếp theo là tới kiến 40. Kiến 40 thì em có 36 mầm. 36 mầm kiến 40 này thì đây các anh chị xem nhé, rất là dài, dài được khoảng 25 á. Em này dài được khoảng 25. Lá thì dạng như là hơi bị xấu xấu một chút nên là không có bán 50 được, nên là bán 40. Còn như em này nè thì vẫn đẹp bình thường thôi, là ở trong một cái dề luôn. Như em kiếm 40 này khá là khỏe hết các anh chị ạ. À, như em này nha, đấy lá xấu nhưng mà thân cây thì vẫn còn rất là khỏe và có nguyên dề luôn. Đây như em này kiếm 40 cũng còn rất là khỏe. Kiến 40 thì em có 36 mầm kiến 40. Bởi vì là sợ nhiều khách muốn mua lẻ nên là em ghi luôn 36 mầm, khách lấy bao nhiêu được thì lấy, có thể là khách lấy nửa lô. Còn kiến hôm nay em cũng có kiến 50 nhưng mà kiến 50 em để cho khách rồi. Rồi tiếp theo là em có kiến 70. Kiến 70 thì em được 20 mầm và kiến 70 thì vẫn đẹp như ngày thường thôi, không có vấn đề gì hết. Đây là kiến 70 ạ. Đây các anh chị xem qua kiến 70 của ngày hôm nay nhé. Dài, mất mát, đẹp và khỏe. Đây kiếm 70 ạ. Đẹp và khỏe. Đây em này cũng 70. Lá ở dưới này em này hơi bị cong cong một chút xíu thôi chứ không có vấn đề gì đâu các anh chị. Đây kiếm 70. Lô kiếm 70 này đẹp hết nha. Đó, đây là lô kiếm 70. Rồi tiếp theo là em có lô kiến dập. Lô kiến dập
chứ không phải là gãy dập, bởi vì chỉ là có lá bị dập thôi. Gồm 20 mầm là giá là 600, 20 mầm giá 600 là một mầm khoảng 30 ngàn đó các anh chị. Đây nó là gãy dập chứ các anh chị nhìn em kiến này vẫn đẹp ơi là đẹp chứ có bị gì đâu. Còn như em này thì một cái lá bị sao sao đó chứ cũng không phải là vàng gì. Còn như em này nè, rất là dài, em này dài được khoảng 25 á, nhưng mà lá thì xấu. Rồi, như em này đó, lá đốm 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 vậy thôi chứ thân cây thì vẫn còn chắc khỏe nha các anh chị. Như em này nè, thân cây vẫn còn mập chắc khỏe lắm. Đây, thân cây vẫn còn mập và chắc khỏe lắm. Đây, lô này là 20 mầm giá là 600, kiến hỗn hợp nha các anh chị. Tiếp theo em cũng có một lô kiến dập và 25 mầm giá là 500, thì tính ra là một mầm là 20. Thì lô kiến hỗn hợp này thì nó không đẹp bằng cái lô hồi nãy, bởi vì nên là giá nó rẻ hơn, bởi vì lá thì nó bị rũ nhiều hơn và cây thì cũng có nhiều cây không đẹp bằng. Nhưng mà ví dụ như em này thân cây cũng còn rất là khỏe nhưng mà lá không có đẹp bằng. Đây các anh chị xem qua, lá thì vẫn xanh thôi nhưng mà không có đẹp bằng bên kia. Đó, như em này. Rồi, lô này là 25 mầm giá là 500. Và em biết là khách rất là thích những lô như thế này. Mỗi lần mà em về hàng gãy dập thì em rất là đau khổ, nhưng mà khách thì rất là hạnh phúc. Tiếp theo thì em có một số hàng là do khách đã đặt trước rồi, nhưng mà em cũng quay luôn, bởi vì nếu như mà khách không lấy thì sẽ để lại cho những người khác. Em nói là em không nhận đặt hàng trước, nhưng mà bởi vì những khách này thì họ đã đặt trước cả tháng rồi, chứ cũng không phải là mới đặt những ngày gần đây. Và có những khách thì cũng cứ tự nhiên cứ chuyển khoản vào tài khoản của em mà cũng chả hỏi ý kiến của em, chuyển xong rồi mới gọi điện mới báo. Thì bây giờ mình đã lấy tiền của người ta rồi thì mình bắt buộc phải trả hàng cho người ta thôi, chứ biết làm sao. Rồi, em có một dề này rất là khủng. Và đây các anh chị xem, trong lịch sử bán hoa thì em lần đầu tiên em gặp được một dề khủng như thế này. Dài chắc khoảng là 80 đấy ạ. Và rất là đẹp đúng không các anh chị? Gồm 6 mầm xanh dài khoảng 70 đến 80 và mầm xanh đều nhau tăm tắp và gồm rất là nhiều thân già. Dề này em bán giá là 1,5 triệu ạ. Dề này thì cũng là để cho khách rồi ạ. Nếu như mà khách hủy đơn thì em sẽ để lại cho các anh chị nha. Rất là đẹp luôn. Và giá 1,5 triệu đối với một dề như vậy thì em nghĩ là cũng hợp lý chứ cũng không có mắc gì. Tiếp theo là em có một dề tiếp theo giá là 600. Giá 600 này thì gồm có hai mầm xanh rất là dài và lớn. Đây, mầm xanh này chắc phải dài được 80-90 và một mầm xanh này thì dài được khoảng 60. Hai mầm xanh rất là lớn, rất là khủng. Rồi hai mầm xanh này thì ví dụ tính ra mầm này 250, mầm này 200 thì cũng đi là 450 rồi. Và có 1, 2, 3 mầm xanh non. 3 mầm xanh non này 150 nữa là cộng lại là 600 đó các anh chị. Một mầm xanh này thì đã bị gãy rồi nên là em không có tính. Đó, nên là trong một cái dề là giá vẫn là 600. Dề này rất là đẹp ạ. Thân cây rất là chắc chắn và khỏe mạnh. Đây các anh chị xem, khỏe lắm và thân cây ngọn thì chưa có dấu hiệu thắt ngọn, hứa hẹn là sẽ dài tiếp nữa. Rồi cái dề này là để cho chú Thắng, Đỗ Đình Thắng quay lên đây để xem chú có muốn lấy hay không. Tiếp theo là em có những cái mầm 250 thì em có được 3 mầm 250 này cũng để cho chú ấy, nhưng mà nếu chú ấy hủy đơn thì em sẽ để cho khách khác. Đây mầm 250 thôi, rất là đẹp và dài khoảng độ 60-70. Đây các anh chị ạ, dài khoảng độ 60-70, rất là đẹp luôn. Và mầm thân cây rất là chắc khỏe, to lắm, em cầm lên mà thấy nó nặng trịch luôn nè các anh chị coi nè. Đây là đốt ngón tay của em, còn đây là cái thân rất chia dài và đẹp luôn. 250 một mầm nhé. Rồi đây cái bên này 600 với cái này là để cho chú Thắng. Nếu chú xem clip mà chú lấy thì chú nhắn tin cho con để con biết đường con để cho chú. Tiếp theo là cái lô dưới này thì để cho chú Khải. Chú Khải này cũng chuyển khoản vô trong tài khoản xong đang cũng lấy hàng cho chú. Đầu tiên là 5 mầm dài, mỗi mầm là 200
Mỗi mầm 200 của chú đây đều rất là đẹp nha, con đã lựa cho chú hết rồi. Đây, những mầm 200 rất là đẹp. Có mầm dài nhưng mầm này dài khoảng được 70, có những mầm thì ngắn hơn khoảng 60. Nhưng mà mầm này thì khoảng 65 70 gì đấy. Thân cây đều rất là chắc, khỏe, đẹp và không có mầm nào mà gọi là bị dập lá hay gì cả. Rồi, tiếp theo là lô 10 mầm kiến giá 70. Kiến 70 của chú thì con cũng đã lựa rồi. Đây, kiến 70. Đây, kiến 70. Con đối hết cả rồi ạ. Kiến 70 con quay nhanh qua thôi. Rồi, 6 mầm kiến 50 ở đây. Rồi, và 7 mầm dập giá 500 theo yêu cầu của chú. Tiếp theo cái này là trả cho anh Hường. Anh Hường này hôm bữa chuyển khoản cho em lấy một lô 7 mầm giá 500. Nhưng mà vì lỗi mạng sau đó nên là điện thoại không có báo nhắn tin cho em trễ, làm cho em bán cái lô đó cho khách khác mất. Rồi cũng rất là tội ảnh phải chạy ra ngân hàng để kiểm tra lại. Đây, hôm nay em trả hàng lại cho anh. Còn 7 mầm giá là 500 giống như lô hôm bữa trước anh đặt. 7 mầm này thì có những mầm rất là đẹp. Có những mầm thì dạng lá không đẹp bằng, ví dụ như em này lá không đẹp bằng. Nhưng mà anh yên tâm là tất cả thân cây rồi tất cả mọi thứ đều rất là khỏe mạnh nhé. Tiếp theo, cái lô này là của cô Phương, 10 mầm giá là 1,2 triệu. Hàng này, hàng hôm nay là hàng đất côi cô ạ. Con hôm nay không có hàng đất lây. 10 mầm giá là 1,2 triệu. Và cũng đều là những mầm khỏe đẹp hết, không có vấn đề gì hết. Dài độ khoảng từ 40-45 gì đấy. Đây, 10 mầm giá là 1,2 triệu. Rồi, đó là toàn bộ số giả hạt của ngày hôm nay. Ngoài ra thì hôm nay em về được một loại rất đặc biệt, đó là hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn em bán giá là 250 một ký. Và các anh chị xem nhé, những cái dè hoàng thảo xoắn rất là khủng. Đây, nguyên một cái bụi của nó, ui khiếp. Hoàng thảo xoắn thì hoa rất là đẹp các anh chị. Nhưng như tên gọi thì cánh hoa xoắn, xoắn rất là nhiều luôn. Và cái họng hoa thì có màu đỏ đồng đậm đậm á, cái màu đậm đậm cũng không biết tả cái màu đó là màu gì. Đây các anh chị nhìn cái dè này nè, ôi trời ơi, em bưng lên không nổi các anh chị ạ, to quá, to quá. Đây cái tay của em và cái em bưng lên không nổi. Cái dè này chắc cũng phải 2-3 ký gì đó. Hoàng thảo xoắn loại này hoa rất là đẹp ạ. Và cây này thì mới nhìn qua thì thấy rất giống với đùi gà dẹt, bề ngoài rất giống với đùi gà dẹt nhưng mà hoa thì khác. Hoàng thảo xoắn giá là 250 một ký và em được khoảng 12 ký hoàng thảo xoắn rất là nhiều. Loại này thì khách hỏi rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ mới có hàng lại. Em còn được một ít vảy rồng, vảy rồng giá là 150. Và ngân xuân thì nhiều anh chị dặn lắm nhưng mà hôm nay chỉ về được 5 ký thôi. Và vì đã có khách đặt rồi nên là chỉ còn dư lại được 3 cây khoảng 1,3 ký. 3 cây khoảng 1,3 ký. Đây là loại ngân xuân đại giá là 450 một ký. 3 cây khoảng 1,3 ký ngân xuân đại. Đó, chỉ dư được 3 cây khoảng 1,3 ký thôi các anh chị. Rồi. Rồi em có ngũ tinh. Ngũ tinh thì được một ít, khoảng được 2 ký. Là ngũ tinh thì hoa rất là đẹp, hoa có 5 màu. Không, ngũ tinh thì em bán giá là 500 một ký ạ. Các anh chị xem qua tổng số hàng của ngày hôm nay. Có một lưu ý đó là bây giờ khi mà các anh chị đặt hàng á, thì sáng mai em mới gửi hàng cho các anh chị được. Và em gửi qua bưu điện. Sau khi gửi qua bưu điện thì em sẽ lấy về chiều ngày mai em sẽ lấy cái bill mà em gửi hàng cho các anh chị. Sau đó em sẽ chụp hình có cái mã gửi hàng của các anh chị rồi em up lên Zalo. Các anh chị kết bạn Zalo với em để các anh chị xem thử cái mã đơn hàng của các anh chị là mã nào. Rồi sau đó thì nếu như mà khoảng các anh chị cứ canh khoảng thời gian 2-3 ngày gì đó mà chưa thấy hàng thì các anh chị có thể là lên cái trang VN Post là trang của Bưu điện Việt Nam á. Sau đó các anh chị tra cái mã của các anh chị vô ô tìm kiếm để xem thử là cái trạng thái hàng nó đã đi tới đâu. Nếu như mà các anh chị thấy là người ta đã gửi hàng về cái địa phương của các anh chị rồi thì các anh chị có thể ra bưu điện để nhận hàng. Như vậy thì sẽ nhanh gọn hơn bởi vì một mình em thì nhiều khi em không kiểm tra hết tất cả các đơn cho khách được. Thì em chụp hình lên như vậy rồi các anh chị coi, rồi các anh chị thấy lâu thì các anh chị tự kiểm tra đơn của mình như vậy giúp em một chút thì sẽ tiện hơn. Và có một điều nữa là em xin nói đó là nhiều anh chị hay hỏi em về chuyện lấy hàng.
rồi nguồn gốc của hàng hóa này nọ. Thì em nói chắc chắn là em chỉ lấy hàng rừng thôi, các anh chị xem những hàng ở đây không thể là hàng trồng được, chắc chắn 100% là hàng rừng, và mình nhìn vô là mình có thể phân biệt được ngay hàng rừng với hàng trồng. Còn em cũng bán hàng thì em cũng rất là thành thật, và em cũng đã nói rõ ngay từ đầu, những ngày đầu tiên em bán hàng, đó là em không trực tiếp đi rừng lấy hàng, em cũng không lấy hàng của những người mà đi trong rừng về, mà em phải lấy qua người bán buôn nữa. Thì em cũng như là chị gái đã nói như vậy rồi, và những người bán buôn này là những người ở dưới con tum, là cách em 60 cây, và họ là những người đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những, ví dụ người vợ thì có người chồng đi rừng ấy, thì người vợ hay mang hàng lan ra ngoài vỉa hè, người ta ngồi người ta bán như vậy cũng đã được 10 năm rồi. Thì lúc mà tụi em mới tập chơi lan thì xuống dưới đó mua lan, rồi dần dần người mà khi mà khách hàng nhiều hơn thì tụi em lấy hàng của người ta, và tụi em cũng tin tưởng người ta và lấy hàng của người ta, và họ cũng cũng chỉ là đi lấy ở trong cái khu vực rừng con tum thôi. Còn những người mà họ chuyên bán nhà vườn mối lớn mà to, họ lấy số lượng nhiều á, thì lúc đó người ta mới đi những nơi khác người ta khai thác. Còn đây thì cũng chỉ bán nhỏ lẻ, và 3 4 5 ngày gì đó đi rừng được một chuyến thì về được gom được một ít hàng. Nên các anh chị thấy là hàng hóa của em thì nó không có được nhiều, lúc nào cũng ít ít như vậy hết, rồi lúc nào cũng khan hiếm, lâu lâu mới được có một đợt hàng nhiều. Thì đó, em cũng chia sẻ với các anh chị là như vậy để cho các anh chị hiểu thêm. Và rồi, hôm nay thì lên clip hơi muộn. Xin chào tất cả mọi người, và chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ nha.